Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền của sàn NotFX Việt Nam. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền qua cổng HappyPay. Các bạn vào trang chủ của NotFX Việt Nam. Các bạn sẽ gõ ID và PAS. Ở đây thì mình có sẵn tài khoản rồi, thì nó sẽ hiện luôn, và các bạn ấn nút đăng nhập. Các bạn sẽ vào nút tên bên phải, chọn nạp tiền. Ở đây sẽ có là loại giao dịch và chuyển tiền từ và chuyển tiền vào. Loại giao dịch thì các bạn chọn nạp tiền. Chuyển tiền vào thì ở đây là mình nạp qua cổng HappyPay. Ở phần này mình sẽ tích vào là mục tôi đồng ý. Số tiền nạp thì có thể là tùy theo các bạn. Ở đây mình sẽ nạp 2.000. Ngân hàng thì ở đây là có rất nhiều ngân hàng để các bạn chọn, như là Techcombank, Sacombank, Vietcombank, Đông Á Banh, Việt Tin Banh, vân vân, và rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ chọn ngân hàng Techcombank. Các bạn sẽ ấn vào nút nạp tiền. Các bạn sẽ truy cập vào app của ngân hàng của các bạn. Ở đây tên đăng nhập, các bạn sẽ điền tên đăng nhập vào. Mật khẩu. Mật khẩu ở đây chính là mật khẩu banking của các bạn. Tiếp tục. Các bạn đợi một chút. Ở đây mình sẽ nạp tiền qua quét mã code QR. Ở đây các bạn sẽ truy cập vào app Techcombank, mình chọn lấy mã OTP. Ở đây mình sẽ chọn quét mã QR. Mình sẽ quét mã QR. Trên màn hình các bạn sẽ chọn quét mã QR. Lấy mã. Quét xong thì các bạn lấy mã điền OTP. Cái mã này thì ngân hàng sẽ gửi cho các bạn. Các bạn sẽ điền vào là. Các bạn lưu ý cái mã này sẽ không các bạn sẽ không cung cấp cho ai cả. Cái mã này các bạn chỉ để riêng. Ở đây mình sẽ chọn nút xác nhận. Mình đợi một chút, tiền sẽ vào trong tài khoản của các bạn. Bây giờ trên màn hình đã hiện là quý khách sẽ được giao dịch của bạn đã vừa hoàn tất. Đó, bây giờ tiền sẽ vào trong tài khoản của các bạn là 2.140 đô. Các bạn có thể chọn tiếp nạp tiền vào trong này, vào trong tài khoản giao dịch. Tiếp tục. Và bây giờ rồi, ok. Các bạn có thể kiểm tra tiền của mình vào trong tài khoản MT4 ví đây, và đã vào tiền. Và trên đây là cách nạp tiền qua cổng HappyPay và mình đã hướng dẫn. Chúc các bạn thành công. Phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền qua cổng Vietnam Deposit. Đầu tiên các bạn sẽ vào trang chủ của sàn. Các bạn gõ NotFX. Ở đây là mình đăng nhập rồi nên nó sẽ hiện tự hiện đăng nhập. Còn nếu các bạn chưa đăng nhập thì các bạn gõ ID và PAS rồi ấn nút đăng nhập. Các bạn vào nhìn màn phải, bên phải màn hình, các bạn chọn nạp tiền. Ở phần thông tin chính này ở đây gồm loại giao dịch, chuyển tiền từ và chuyển tiền vào. Loại giao dịch thì các bạn chọn nạp tiền. Chuyển tiền từ thì các bạn chọn cổng Vietnam Deposit. Số tiền nạp thì các bạn có thể tùy theo vào vốn của mình. Các bạn có thể nạp 500 đô, 1.000 đô. Ở đây mình sẽ nạp tầm 1.000 đi. Ở trên này sẽ là hiện là Việt Nam đồng, ở dưới là USD. Các bạn chú ý. Ở phần bên dưới sẽ là tên, họ và email. Các bạn phải chú ý. Cái phần này sẽ phải điền đúng. Những thông tin này các bạn là phải trùng với thông tin mà khi các bạn đăng ký với sàn NotFX. Ở tên ở đây mình sẽ điền tên của mình. Email. Các bạn chọn email. Trước khi ấn nạp tiền các bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa. Số tiền, họ, tên và email xem đúng chưa. Rồi các bạn sẽ click nút nạp tiền. Ở cổng Vietnam Deposit này có cho mình 3 sự lựa chọn. Một là thanh toán qua Momo, 2 là thanh toán trực tuyến và 3 là quét mã QR. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền qua thanh toán trực tuyến. Cái Vietnam Deposit này rất là hay, nó sẽ liên kết với các bạn, liên kết với rất nhiều ngân hàng để cho các bạn lựa chọn như là Vietcombank, Techcombank, Đông Á và Sacombank. Thì mình hiện tại là mình đang dùng ngân hàng Techcombank, mình sẽ click vào ngân hàng Techcombank và mình chọn thanh toán. Tên đăng nhập. Tên đăng nhập đây chính. Các bạn điền tên đăng nhập của mình vào.
Mật khẩu chính là mật khẩu Internet Banking của các bạn. Các bạn chọn đăng nhập. Tiếp theo mình sẽ mở điện thoại của mình ra. Mình vào app của ngân hàng Techcombank. Trên màn hình nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái mã. Ở cái bước 2 ấy, các bạn lấy cái mã ở bước 2 này nhập vào trong điện thoại. Các bạn chọn nút xác nhận trên màn hình điện thoại. Tiếp theo các bạn sẽ nhập mã OTP của mình vào. Trên màn hình điện thoại sẽ hiện cho các bạn một cái mã OTP của quý khách hàng. Các bạn sẽ lấy cái mã OTP này. Các bạn lưu ý một điều là cái mã OTP này các bạn sẽ không cung cấp cho bất kỳ ai. Các bạn nhìn lại một lần nữa, đối chiếu lại xem đúng chưa. Bao giờ trên màn hình hiện chữ thanh toán thành công và nút tích xanh thì lúc đó là tiền đã vào tài khoản, trong tài khoản MT4 của các bạn. Các bạn có thể quay lại trang chủ của sàn và kiểm tra thông tin. Ở cổng Việt Nam Deposit này nó có 3 sự lựa chọn cho các bạn nạp tiền, là nạp tiền qua Momo này, thanh toán trực tuyến và quét mã QR. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền qua quét mã QR và trang chủ của Lotte FX. Các thao tác này cũng nằm như trên thôi. Nạp tiền, chọn nạp tiền, vui lòng chọn, chọn Việt Nam Deposit. Phần này các bạn vẫn điền thông tin, nằm y như trên thôi. Xong nhận, các bạn chọn quét mã QR. Ở đây sẽ hiện là các ngân hàng là Vietcombank, Viettinbank, Eximbank, BIDV và Agri. Các bạn sẽ làm theo các bước hướng dẫn của các ngân hàng. Trên đây là cách nạp tiền qua cổng Việt Nam Deposit của sàn NotFX Việt Nam. Thì chúc các bạn thành công.